reflection in me. A little more fine, a little less fun, a little less fine, a little more smart. Close your mouth and open up your heart, and baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Thưa quý vị, Thành xin được cảm ơn sự trở lại của tất cả quý vị trong chương trình Công Thành Show ngày hôm nay. Và ngồi bên này là Lê Khôi. Một lần nữa anh muốn Khôi nhắc lại cái số điện thoại trước khi mà Khôi hát. Dạ, và số điện thoại của Lê Khôi là 386-679-4639. Xin cảm ơn quý vị. 386-679-4639. Và kính thưa quý vị, sau đây Thành xin được hân hạnh để giới thiệu đến quý vị giọng hát của nam ca sĩ Lê Khôi. Và Lê Khôi xin gửi đến một bài hát, một sáng tác của nhạc sĩ Duy Anh. Bài hát được mang tên Nửa Trái Tim Yêu Người. Chờ mong và xin em nhớ.
em nhớ. Nửa trái tim ta còn yêu người. Rồi bài thứ nhì tên gì? Xin Lê Khôi giới thiệu. Dạ bài thứ hai em xin hát, bài hát được mang tên Vết Thương Cuối Cùng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Từ nay yên vui.
Xin mời Khôi hai bài hát quá hay. Một lần nữa đọc số điện thoại thế nào quý vị cũng gọi vào nữa. 386 gì? Dạ, số điện thoại của em là 386-679-4639. Đúng. Và kính thưa quý vị, một lần nữa Thành xin được mạn phép quý vị cho một phần quảng cáo nho nhỏ. Thành sẽ trở lại với nữ ca sĩ Lâm Thúy Vân. Yeah. Chương trình này được bảo trợ bởi The Bow New Camry, Toyota đi khắp nẻo gần xa.